ta có được gần như là mọi thứ chúng ta muốn. Tại vì cái tri thức đối với em nó khá khác với chữ kiến thức. Cái kiến thức nó là những cái mà chúng ta học được, nhưng mà cái tri thức trong cái chữ tri đó nó có một cái động từ, tức là mình suy tư về nó có cảm xúc, nó có chiều sâu. Và cái tri thức đó giúp cho chúng ta chạm tới tất cả mọi người và cái kiến thức của mình có. Thì tri thức nó không chỉ nằm ở mặt sách vở, nó cũng không nằm ở những cái việc mà chúng ta đăng ký môn gì, học môn đó, mà nó là cái mà những cái tích lũy của thầy cô dành cho mình để nó nung nấu cho mình một cái lượng kiến thức và một cái gọi là cái cảm thụ để mình truyền tới tất cả mọi người. Và một cô gái mà khi đăng quang, cái này không phải nói để tự khen mình hay là tự khen chị em nhà mình, nhưng mà em cảm thấy rằng là mỗi cô gái đăng quang á, đôi khi nó cũng chưa phải là mức xuất sắc nhất của cô gái đó, mà đó là lúc cô gái được trao cơ hội để chạm tới cái điều mà mình sẽ xuất sắc hơn trong tương lai. Và ban tổ chức là những người đã tìm ra được những viên ngọc thô đó và cho chúng em cơ hội được tỏa sáng. Thì em tin rằng là một nhân tố mới khi mà được tìm thấy sẽ có những cái điểm sáng cho mình. Và anh Nam, chị Dung sẽ là những người cầm hộp quẹt và đốt sáng những cây nến đó. Thì em tin rằng là ngoài tri thức, chúng ta còn có tài năng nè, chúng ta còn có sức lực của mình. Về sức khỏe, nó cũng là một loại gọi là cái loại gọi là thể lực. Trong chúng ta có trí lực và có thể lực và có mỹ lực, đó là về cái sắc đẹp của mình và cái sự thu hút của mình với người khác. Thì em nghĩ rằng là các bạn trẻ ngày nay chúng ta rất là tân tiến, có cái điều kiện để phát triển, thì mình cứ cố gắng hết sức của mình, hàng ngày học hỏi, hàng ngày trau dồi với một cái thái độ rất là biết ơn với các thầy cô của mình. Và cái môn mình và một bạn nào đã đăng quang thì Mai Phương cũng mong rằng là các bạn hãy thật sự có một cái tinh thần nó rộng mở, đón nhận và sẵn sàng học hỏi. Nhân đây thì cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là Mai Phương cũng có suy tư về cái ngày final walk của mình nó sẽ như thế nào. Thì mỗi khi nghĩ tới, mình cũng rất là xúc động. Và mình cũng rất là mong tới ngày đó. Có lẽ mình hơi ghét với mọi người, mình rất mong tới khi mình final walk, bởi vì mình biết khi đó thì sẽ có một cô gái tiếp tục nâng những cái bước tuyệt vời mà mình đang đi, và sẽ là một cái điểm sáng trên cái bản đồ sắc đẹp Việt Nam. Và yeah, ngồi ở đây thì mình chỉ muốn nói rằng là em biết ơn chị Dung và anh Nam rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ chuyện tình của Mai Phương. Với cái xu thế và phù hợp với những cái điều mà fan hâm mộ sắc đẹp Việt Nam mong đợi. Như năm ngoái thì là chúng tôi thực hiện rất là nhiều live stream. Chúng tôi thực hiện rất là nhiều những cái nội dung khác nhau để có thể làm cho cuộc thi nó trở nên sôi động hơn. Và fan sắc đẹp cũng như là những người yêu mến từng bạn thí sinh của mình đều có thể dễ dàng nhận diện ra các bạn để bình chọn. Và tôi nghĩ rằng là đó chính là lý do để mà khán giả rất là dễ dàng nhận biết ra Mai Phương, Bảo Ngọc. Và đến với vai trò của một đơn vị của lan tỏa nhiều hơn cái câu chuyện của sắc đẹp nhân ái, tôi nghĩ rằng mỗi người phụ nữ của chúng ta ngoài vẻ đẹp về hình thể thì còn phải trau dồi cái bản đẹp của bản thân, và đặc biệt là nền tảng giáo dục. Bởi vì tôi nghĩ những cái điều đó sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng đạt đến được ước muốn của sự thành công. Điều quan trọng hết